Vân Lan Phúc Hùng xin kính chào toàn thể cô chú chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là buổi tối ngày 10 tháng 12 năm 2021, nhà vườn đang lại tiếp tục được chú bản hàng với sự có mặt của các bác sưu tập đó và các bác tham khảo các bác nhé. Thì trước kia hôm nay là nhà em có hai bể đơn hàng bao gồm mặt hàng 5 cái trắng HO này đó, những cây quá là siêu phẩm rất là đẹp, rồi là hồng yên thủy đó, 5 cái trắng đại tướng này đó, và 5 cái trắng phú thọ, 5 cái trắng đại tướng, 5 cái trắng phú thọ đó, và ám địch quả thanh sơn phú thọ và ám mắt châu lưng xanh phú thọ. Đấy, tất cả mặt hàng con giống nhé, em Hùng bán chuẩn mặt hoa, chuẩn vùng miền cho các bác sưu tập. Địa chỉ nhà em ở thôn Tô Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Bình Phúc. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0972 197 255. Hôm nay em quay thời tiết lộng tối tối nên là em quay nhanh những cái cây 5 cái trắng phú thọ mà hàng to này, size to những cái siêu phẩm này, thì các bác vào Zalo với em nhé. Nên em không quay này, bận quá không làm được. Đây, những cái tác phẩm này, các bác nào mà muốn mua những tác phẩm đẹp này thì liên hệ cho em Hùng vào Zalo nhé. Đó, xanh ngắn xanh nhỏ đó. Thì em không để cho các bác chờ đợi lâu, em Hùng xin đi vào chi tiết từ đơn hàng. Trước tiên vào chi tiết từ đơn hàng, cũng kính mong quý anh chị cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nha. Đó, và em Hùng cũng xin nhắc lại với các bác là trước tiên các bác mua hàng thì các bác nên cân nhắc để mình mua làm sao cho đúng chuẩn con giống, chuẩn mặt hoa. Thì thứ nhất là tránh tình trạng các bác là mua về sau này lâu với ra hoa, thì những cái cây to thì chắc chắn là nhanh ra hoa, những cái kỳ nhỏ, những hàng đắt tiền đó, thì các bác nên cân nhắc trước khi các bác mua hàng. Thế còn nhà em bán hàng chuẩn hàng chuẩn giống thực tế cho các bác đó. Em xin đi vào chi tiết từ đơn hàng này. Hình số 1, đây là ám mắt châu lưng xanh phú thọ. Mặt hàng này trước đây nó rất đắt tiền, em nói thế. Nhưng những cái cây này người ta có trồng ở những cái chậu, ví dụ như những cái chậu này, chậu gỗ này, cái giá thế của nó đắt tiền, cho nên là bây giờ lợi nhuận nó không cao nữa. Em nói với các bác thế, thì đành rằng là em phải nhổ cả bầu này đi về chia sẻ cho các bác. Mặt hàng ám mắt châu lưng xanh phú thọ, một cái kỳ này, cây này dài 40 cm, 170.000 đồng, 170.000 đồng, vâng nhá. Đó, kiểu bây giờ em mà lấy cả chậu gỗ về gửi cho các bác thì nguyên tiền ship còn nặng hơn tiền lan, em nói luôn. Thế mà người ta cũng không bán cho em luôn, bởi vì có giá tiền 170.000 thì đúng là tiền chậu còn đắt hơn tiền lan. Đó, em xin chuyển sang hình số 2. Hình số 2 là cái bầu này, hai thân luôn. Đó, hai thân 300.000 đồng. Những mặt hàng ám mắt châu này thường nó có cái lá kế mờ các bác nhé. Đó, thân nó rất là mập, đốt nó rất là ngắn, thân lá rất là đẹp, mặt hoa rất là đẹp, bảo hành tuyệt đối cho các bác khuôn hoa này. Ám mắt châu lưng xanh phú thọ. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt hàng khác, đó là em có hai chi ám địch quả thanh sơn phú thọ. Đó, đây là ám địch quả thanh sơn phú thọ nhá. Đấy, bản la mít luôn. Đó, em tuy nhiên em nói trước, cái này trước đây là người ta trồng ở một chậu to hơn. Đó, cho nên là em phải chuyển chậu sang cái chậu nhỏ này gửi hàng cho các bác này. Đó, chuồn hàng và chuồn giống chỉ còn duy nhất có hai kỳ này thôi. Đó, duy nhất hai kỳ. Bản lá mít lòng thuyền rất đẹp. Đó, đấy là hình số 3, 300.000 đồng cho hai kỳ luôn. Đó, và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa luôn, ám địch quả thanh sơn phú thọ. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt hàng 5 cái trắng phú thọ. Thì đây là những kỳ cất khúc ươm tự nhiên để cho các bác vào mặt hàng này vừa tiền này. Đó, kỳ nó rất là đẹp, các bác nhìn những chi và cái chế bể của cái thân phú thọ các bác nắm được hoặc các bác mua nhé. Tuy nhiên những mặt hàng này bây giờ nó cũng không cao lắm nữa, thì cái nhìn mà bán lừa thì người ta sẽ không bán hàng này, bạch trà bạch tuyết người ta sẽ bán những hàng đó rồi, hoặc từ hồng yên thủy trường ngược. Đó, các bác mua hàng nên cân nhắc trước nhé. Đó, 200.000 đồng cho hình số 4. Em chuyển sang hình số 5. Hình số 5 cũng là một cái kỳ 5 cái trắng phú thọ này. Đấy, rất là béo, tầm này bây giờ nó rất là béo rồi. Đấy, đây là kỳ cất khúc ươm tự nhiên còn chậu. Đó, 200.000 đồng cho hình số 5, 200.000 đồng. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 6, cũng là một kỳ 5 cái trắng phú thọ béo nục này, rất là mập. Đó, rất là béo. Đó,
cũng là 200.000 đồng cho hình số 6. 200.000 đồng cho hình số 6. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 7. Hình số 7 cũng là một cái kỳ này, 5 cái nhánh Phú Thọ. Đó, kỳ 5 cái nhánh Phú Thọ này. Kỳ này, em Hùng chia sẻ giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng cho hình số 7. Thì sau đây chuyển sang hình số 8. Hình số 8 cũng là một kỳ 5 cái nhánh Phú Thọ. Đó, kỳ 5 cái nhánh Phú Thọ này. Đó, kỳ này em Hùng chia sẻ giá 250.000 đồng. Đó, 250.000 đồng. Kỳ này. Đó. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 10. Hình số 10 cũng là một cái kỳ 5 cái nhánh Phú Thọ. Kỳ này số sen nó rất là dài rồi, dài gấp đôi những cái kỳ 200. Hoặc là nó là cái kỳ 52. Kỳ này năm nay mình kích có thể ra hoa luôn, trà kích nó cũng ra hoa nhá. Đó, 300.000 đồng cho hình số 10. 300.000 đồng. Đó, 300.000 đồng. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 11. Hình số 11. Đó, thì em lên một cái kỳ. Kỳ này tuy ngắn hơn kỳ này chút, thế nhưng mà độ mập và độ béo của nó xuống tận gốc, nhìn là phê. Đó, cái kỳ này nhìn thấy là thích rồi, rất là béo. Thế còn số sen thì em nói thật với các bác, sen nó là cái gì? Sen có nhiều cây gầy như cái chí và một cây béo mục, thì em bỏ qua số sen luôn. Đó, cho nên là sen là sen, tùy sen. Ví dụ cây yên thúy có những cây nó gầy nhưng mà nó dễ tiền, có những cây ngắn thôi nhưng đắt tiền lại khác nhau. Đó, tùy lực tùy cây thôi nhá. Cây này em chia sẻ 300.000 đồng. 300.000 đồng cho hình số 11. Và những cái kỳ thân to hơn này, nên em bạn có em không lên được những cái này. Đó, thì mời các bác vào Zalo cho em này. Đó, những cái dòng thân thú to này, làm cái nhóm Phú Thọ này. Đó, thì mời các bác vào Zalo nhá. Em gửi qua màn hình, gửi qua Zalo cho các bác. Em không đánh số được. Và bảo hành tuyệt đối cho các bác chuyển quân hoa 5 cái nhánh Phú Thọ này. Đó. Tiếp theo chuyển sang hình số đây là một chậu 5 cái trắng đại tướng các bác nhá. Đây là chậu 5 cái trắng đại tướng, đây là cái siêu phẩm luôn. Cái thân mẹ, ba thân mẹ em đã nhận bán cho người ta. Đó. Ba thân mẹ này em đã nhận bán cho người ta rồi. Em chia sẻ cái dây kỳ này. Cái dây kỳ này em cầm này. Em cầm này lên cắt. Cầm cái dây kỳ. Em Hùng nói luôn, những cái mặt hàng này nếu họ bán lừa cho các bác là da bạch tuyết luôn. Đó. Kỳ này là kỳ trên thân, các rễ của nó đầy đủ hết nhá. Đó. Đây là kỳ 5 cái trắng đại tướng này. Một cái kỳ này nó khoảng 14 cm, em không bỏ qua số cm. Đấy, các bác nhìn cái chỉ của nó này, lột cái bạch tuyết luôn, bộ rễ rất là khỏe này, rất nhiều rễ này. Đó. Đó. Kỳ này em Hùng chia sẻ giá 250.000. 250.000. Và tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt cây khác này. Em cắt cả một cái dây này luôn này. Đó. Cây này em không có cắm gì đây. Em thực tế đây. Không như người ta. Đó. Còn cái phần còn lại là cá chậu này em đã bán cho người ta. Thân thú nó rất là to. Thân thú rất to. Đi vô cái này nè. Đi này. Cắt bằng. Là kỳ của chú Bằng nhá. Đấy. 20 xe. Kỳ này. 450.000 đây là kỳ của bác Bằng nhá. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 16. Thì nó đây là hình số 16, cái số này là không có số này, không ghi số này. Hình số 16 này 300.000 đồng. 300.000 đồng. Đó, kỳ này rễ khỏe nhá. 300.000 đồng. Đó. Em chuyển sang hình số 17 cũng là 450.000 đồng. 450.000 đồng. Đó.
chuẩn chỉ từ A đến Z cho các bác, bộ rễ quá khỏe về việc xuống chậu là thuần chậu thôi, chưa ảnh hưởng đến giá nhé. Những hàng này 450.000 đồng cho hình số 17 này. Đó, tiếp theo sang chuyển sang hình số 18. Hình số 18 cũng là một kỳ này, một kỳ này, và có đoạn thân già này em để nguyên, các bác làm kỳ thì các bác về làm này. Đó, cũng là 450.000 đồng cho hình số 18. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 19. Hình số 19 là em lên một chậu. Đây cũng là một cái siêu phẩm luôn. Đây là siêu phẩm 5 cái trắng đại tướng nhá. Thân nó rất là to. Đó, ngọn nó còn đi mạnh. Đó. Và nó còn một cái kỳ ở dưới này. Đấy, kỳ nó này. Đó, bộ gốc bộ rễ nó này. Đó, em quay này thì các bác nắm rõ này. Đó, thân nó này. Tống cá chậu này. Cá chậu này lúc đo bao nhiêu sen? Tối trời tối rồi. Các bác nào muốn mua cái chậu này thì vui lòng cho em Hùng biết cái vào Zalo em gửi lại số sen cho các bác nhé, để em đo lại nhé. Nhưng em đã đo số sen và nhân tiền này, em nhân luôn với 1.6 được. Chiêu cho bao nhiêu sen thì nó ra. Chậu này bán 1.6. Bác cá chậu này em chia sẻ là 1.600.000 đồng. 1.600.000 đồng cho cá chậu nhá. Đó, 1.600.000 đồng. Bác nào lấy thì bà Zalo em đo số đo của chị. Và em bảo hành tuyệt đối cho các bác khuôn hoa này. Khuôn hoa 5 cái trắng đại tướng này. Đó. Thì sau đây em chuyển sang hình số 20. Em lên chia sẻ một cái kỳ hồng nhị thủy này. Đấy, ngọn còn đi rất là mạnh này. Đấy, ngọn đi rất là mạnh này. Thân mập này, béo từ đầu cho đến gốc này. Đó. Bộ gốc này. Bảo hành chuẩn tuyệt đối là cây hồng y thủy này. Đó. Cây này có số đo là 18 cm. 18 cm. Đó. 18 cm. Em Hùng chia sẻ giá 10.500.000. 10.500.000 đồng. Đó. Cho hình số 20 nhá, cái siêu phẩm này. Cây này làm kinh tế thì kỳ phải đạt xuống tận dưới này. Đó, rất là béo, bây giờ nó còn chạy ngọn thế này mà. Thì cái độ béo của nó rất là to. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 21. Em chia sẻ tiếp một cái kỳ hồng y thủy có số đo là 9.5 cm, 6.000.000 đồng cho cái kỳ này. Đó. Đó. Rất là đẹp, rất là mỡ cây. Cây này bắt chốm thân ngọn và bắt đầu béo phình thân này. Đó. Đó. 6.000.000 đồng cho hình số 21, 9.5 cm hồng nguyên thủy. Sau đây em chuyển sang hình số 22, là em lên chia sẻ một cái bi. Đấy. Một cái bi này là cái kỳ này em nói luôn, cái này các bác thay mua mắt ngủ nhá, thay mua một cái mắt ngủ. Đấy. Trị giá là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng. Cây này mình lại để em Hùng phân tích này cho các bác hiểu này. Một cái bi này các bác bỏ ra 2.500.000 đồng, nhưng các bác đem lại về mình được hai cái mầm gốc đi, năm nay sẽ được hai cái mầm gốc. Đó, vì cái mắt gốc này các bác nhìn cái mắt gốc như này, tướng bằng này. Đó, một cây này ít nhất là phần nó phải có hai cái mắt. Còn gì số đo em không nói số đo, số đo có thể là cây này nó khoảng 3.5 đến 4 cm đấy, nhưng mà tùy cua tùy tiền. Có những khi em mua đắt em bán đắt, là mua gì em bán gì, nhưng phải chuẩn cây thôi nhá. Có những cây nó chỉ đến đây thôi, em đã bán là 2.5 triệu. Nhưng có cây này nó tốt hơn nhưng mà nó bé hơn thì em chia sẻ thế. Em mua thế nào thì em Hùng bán thế nhá. Cây này thực ra là rất là rẻ. Thì lại cái gốc nó, cái gốc mắt này rất là to. Đó, mà chỉ có 2.500.000 đồng. Chuẩn hàng chuẩn giống. Mời các bác vào Zalo theo số điện thoại 0972 197255. Em Hùng sẽ quay trên Zalo, quay bảo hành, người viết giấy tờ đàng hoàng cho các bác những cây hồng yên thủy cho đến những cây HO nhá. Bảo hành tuyệt đối cho các bác là cái khuôn hoa hồng yên thủy này. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 23. Đây là lên một cái siêu phẩm 5 cái trắng HO. Đấy, 5 cái trắng HO. Đấy, thân này, các bác nhìn này. Em mang hẳn cái bút giả cho các bác xem. Em lấy một lô này, còn cây này em lên này. Các bác so cái bút giả của em này, thân nó bằng này này. Mà đốt nó rất là ngắn này. Đó. Ngọn có đi mạnh này.
cây này. Nếu bác nào ở dưới Hà Nội hoặc ở đâu lấy là em phải chuyển xe gửi nhà xe càng tốt này nhá. Đó. Rất là đẹp, rất là phê. Đó. Đó. Với bông cây năm cây nhánh haro này có số đo là 75 cm. 75 cm. Em Hùng chia sẻ giá là 9 triệu đồng. 9 triệu đồng cho hình số 23. 9 triệu đồng. Sau đây em chuyển sang hình số 24. Em lên một cái key HO. Giá size vừa tiền cho các bác sưu tầm này. 700.000 đồng cho key này. Đó, cái số sen thì hàng này mua con giống này, không thể nói lên số sen làm gì đi, nó khó. Nhưng với cái tỷ lệ key nó rất là béo này. Mập này. Số đo thì chắc là cây này nó khoảng 8 cm. Khoảng 8 cm. Đó. Nhưng không đo. Đó. 700.000 đồng, rất là béo. Đó. 700.000 đồng. Hình số 24. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 25. Em lên một cái key. Key này nó phải tầm 12 cm, 12 13 cm rồi. Đó, key này. Key này, 5 cái nhang HO. Em Hùng chia sẻ giá là 900.000 đồng cho hình số 25, 900.000 đồng. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 26. Cũng là một cái key. Key này có thể nó béo hơn nhưng nó ngắn hơn một chút. Đó. Chắc khoảng 11 cm. Đó. Key này, em Hùng chia sẻ giá 900.000 đồng. Đó. 900.000 đồng hình số 26. 900.000 đồng cho hình số 26 này. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 27. Một cái key 5 cái trắng HO, độ béo của rất là béo này. Có cái vết lá của như không sao này. Đó, vì thường HO nó rã, nó sau này lá nó già đi nó rã có cái chấm này. Đó. Key này. Em Hùng chia sẻ giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cho key này. Đó. Tất cả mặt hàng con giống. Nhà em khi bán ra cửa hàng kiểm giống nên các bác yên tâm và sưu tầm. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay em lên 27 bẻ hình em Hùng đã giới thiệu xong. Để cuối cái video cũng như thường lệ thì cho em Hùng xin gửi lời chào lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ em chào tạm biệt các bác.